bây giờ mình sẽ giới thiệu với mọi người về phần crack nha. Good morning everybody. So I will give you guys prices for the crack for this weekend. How much it gonna be? Welcome and please check it out. Okay. So I have the red. $150. And I have this one Tikka Blue, $140. Cây này $140. Okay. I have this rest is $140. $140. I have this one, the perfume one. Color turn, I'll show you. The color turn. This one luster $90. $90. The one on the top. And this is Pinguish. Pinguish, but very big. This one, $80. $80. This one, Pink Chanel, $80. $80. This one, Cactus. This one, $200. Rồi có mấy cái chùm này bỏ vô trong cái chậu đợt trước hơn về đó, chưng vô cái chậu đất sét này rất là tốt cho cây nha mọi người, nó sẽ giúp cho cây mình phát triển mập mà nó ra bự hơn ha, giống như cái chùm này nó bự hơn mập hơn ha mọi người. Cái này nhiêu? Cây này là 101 nha mọi người ha, cây này chùm bự. $110. Rất là bự. Very big. Ok thấy rồi. Chùm bự nha, 110. Còn chùm này thì là $120. Chùm này là $122. Còn cái chùm này thì là $90. $90. Chùm này là $90. $90. Chùm này là 101. $110. Chùm này thì là $75. $75 nó nhỏ hơn rất là nhiều so với lại cái chùm 101 hay là 102 nha mọi người. Nhìn size nè. Cái size nhỏ và cái size bự nha. Cái size kia nó bự lắm mọi người ha. Nha. Mỗi cái nó có một cái size khác nhau. Rồi còn cây này thì là $90. Còn cái crest này thì là $250. $250. Cái này thì là
cây này thì là 350. Chưa tính chậu. Tính xí hồng giang 300. Còn red honey, red garnet 160 đồng. Bằng red blue 150 đồng. Ok. Rồi mình có một cây Europe Blue bự khổng lồ. Để chờ chị Ngân bưng lên để cho mấy anh chị thấy được cái giá. Đúng. Đây vô được và lua. Cái này rất là bự nha mọi người. Đậu đâu? Đậu trước. Đậu trước hả? Đậu trước cho nó có chỗ. Cây này nhiêu? Cây này là 550 nha mọi người. 550. Trăm mốt mọi người ha. Rồi. Ok, còn cây này. Cây này available only check message me. Còn cây này 300. Cây này là 90. Cây này 80. Cây này 80 đô là $60 for the pot. $350. Còn cái này 400, cái chậu 60. Cái cây 400 400 chậu 60. $60 for the pot. Còn cây này 400, cái chậu 120. $400 for the plant. $130 for the pot. 120, 120. $90 for the pot.
120. 120. Chậu 35. $35. Còn cái này là 130, cái chậu 30. I have one more. 135 for the plant. $30 for the pot. Cái chậu màu xanh này cũng dễ thương. Nói luôn cái cây này thì nãy đang nói giá. Cái này 40, cái chậu 25. Cái cây 40. $40 for the plant, $25 for the pot. Đây là mấy cái cây Hương quay cho mấy anh chị ngắm. Mấy anh chị thích cây nào thì gọi cho Ngân nha. Tại bây giờ Ngân đang mắc bận khách á, không có đi theo Hương để nói giá được. Bữa nay khách đến hơi đông. Đây là mấy cái cây, mấy anh chị nào thấy thích cây nào thì gọi.
chị ngắm. Bên chị thấy thích cây nào thì gọi cho chị Ngân. Số phone là 408-661-5751. Hôm nay Ngân đang mắc tiếp khách hàng đó. Mấy cây này thì nó đã tươi tỉnh rồi, nó nằm trong cái chậu plastic, nó đã tươi tỉnh hết rồi.